Những nghi vấn về tương lai chính trị của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang lại rộ lên trên các trang mạng khi ông lại không xuất hiện trước công chúng trong một thời gian dài, không có sự giải thích đầy đủ và minh bạch về sự vắng mặt của ông, cùng lúc lại có thông tin là ông đang chữa bệnh ở Nhật Bản. Trước hội nghị Trung ương 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2018, một số nhà quan sát nhận định rằng những đồn đoán về việc ông Quang có thể bị loại hoặc rút lui khỏi chính trường là có cơ sở. Họ cho rằng một số nhân vật có tiềm năng thay thế ông có thể là ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị và hiện là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Bình, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Một kịch bản khác là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ kiêm luôn chức Chủ tịch nước. Trong bài viết trên trang nghiên cứu quốc tế.org, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICIS Yusof Ishak ở Singapore nói có nhiều khả năng là vị trí của ông Quang sẽ được thay thế do vấn đề về sức khỏe. Cũng như tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà báo Bùi Tín ở Pháp tin rằng ông Nguyễn Thiện Nhân là nhân vật có thể được chọn để thay thế ông Trần Đại Quang trong vai trò Chủ tịch nước. Ông Bùi Tín nêu lý do vì sao dưới con mắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Thiện Nhân là ứng viên sáng giá cho chức vụ này. Ông chọn Nguyễn Thiện Nhân là vì ông Nhân cũng nổi tiếng là con người rất là hiền lành, có thể nói là mềm yếu, ít có ý kiến độc lập, chuyên môn là nghe theo lãnh đạo. Nhưng nhà báo Bùi Tín nói ông không tin là cựu Thống đốc Nhà nước Nguyễn Văn Bình sẽ được chọn bởi vì ông Bình có liên can trong nhiều vụ việc tai tiếng nghiêm trọng trong ngành ngân hàng, trong khi bà Phó Chủ tịch nước Ngọc Thịnh, theo ông, chưa được mức tín nhiệm cần thiết.